Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Bình Định, các tàu thuyền đánh cá thường trang bị vật dụng sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Phần lớn bà con ngư dân chủ quan mất cảnh giác, để rồi khi xảy ra sự cố cháy thì không chỉ thiệt hại về tài sản mà cả tính mạng con người. Cửa biển Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây khoảng 6 giờ sáng ngày 30 tháng 11, tàu cá BD44106TS của ông Nguyễn Thể ở thôn Thiện Chánh 2 đang trên đường ra khơi thì bị sóng lớn đánh, khiến bình ga trên tàu va đập, phát nổ làm chiếc tàu bị chìm. 5 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 4 người may mắn sống sót, riêng thuyền viên Võ Sượt đã bị thiệt mạng. Là lúc đó đem rưỡi trong đầy sức bến đi ra biển, là ông xóm có đầu quánh kia là cái ghi là nó lửng đửng, cái bình ga xuống tràn nổ cái đùng. Đó là chú là mới nó gần chìm, là mấy chú là thoát thân nhảy, mà ông Võ Sượt này ông nhảy với chú một lượt, mà chú ba vô đầu kỳ khỏi, ổng ngoài đầu kỳ là nó tấp vô ông chết. Những thuyền viên này cùng với nạn nhân đã thiệt mạng và kể cả chủ của chiếc thuyền bị nạn đều là những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vì miếng cơm manh áo chấp nhận ra khơi trong những ngày sóng lớn. Không ai ngờ rằng những chiếc bình ga trên tàu chính là tác nhân gây ra vụ việc đau lòng trên. Khi đi lưới chợ làm ăn là phải có bình ga, có son, có nầu, có gạo cơm để đi ra biển nấu anh em ăn cơm ăn nước. Không, cái bình ga nào tôi để là 3-4 năm nay là không có sao hết, vì do cái tai nạn sóng lớn. Nó mới xảy ra. Theo cơ quan chức năng, trừ việc đốt nhang, hút thuốc ra thì nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ trên tàu đánh cá chủ yếu là nhiên liệu, hệ thống điện và bình ga đun nấu. Mỗi chiếc tàu đánh bắt xa bờ thường mang theo nhiều bình ga để nấu nướng, nguy cơ cháy nổ không ít. Song thật đáng ngạc nhiên, bởi hỏi ra thì mới biết hầu như không thuyền nào trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Mình xài rồi á, mà mình phải đóng cái bình ga lại, ngang ngừa cháy là mình có một cái bơm xịt đó, là mình để khi mà nó phật lên là mình bóp mình để sử dụng cái đó để cho nó tét. Thực tế ở Tam Quan thì năm nào cũng cháy nha, từ 2-3 vụ cháy. Đây là một thực trạng là không phải chủ tàu nào cũng có ý thức về công tác phòng cháy, bởi vì là thường xuyên là đi đánh bắt xa bờ, cho nên về cái công tác học tập và tập huấn về công tác phòng cháy thì hầu hết là khi mà lớp tập huấn thì đi đánh bắt là có trường hợp là hàng tháng mới về. Không còn là nguy cơ nữa mà cháy nổ trên tàu đánh cá đã hiện hữu, và hậu quả mà nó gây ra cũng hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Bà con ngư dân cần nâng cao ý thức về an toàn cháy nổ, cần trang bị những dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của mình, cũng như những thuyền viên trên tàu trong những chuyến vươn khơi bám biển.